Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX, thì ông Lê Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Phát, vừa bị bán giải chấp 10.000 cổ phiếu DFF trong ngày 25 tháng 7. Và đây không phải là lần đầu tiên trong năm nay ông Lê Duy Hưng cùng với gia đình của mình bị bán giải chấp cổ phiếu DFF. Ông Hưng đã bắt đầu bị bán giải chấp từ ngày 2 tháng 5 với chỉ vài nghìn cổ phiếu mỗi lần bán. Tổng số cổ phiếu mà Chủ tịch của Đua Phát đã bị các công ty chứng khoán bán giải chấp là khoảng 30.000 cổ phiếu, trong bối cảnh cổ phiếu DFF đã giảm 24 phiên liên tiếp với hàng chục phiên giảm sàn. Sau giao dịch thì số lượng sở hữu của vị doanh nhân này giảm từ 37,98 triệu đơn vị xuống còn 37,97 triệu đơn vị, tương đương với 47,47% vốn điều lệ. Và kể từ đầu tháng 7 cho tới nay thì thị giá của DFF đã giảm 46%. Do thanh khoản của cổ phiếu DFF chỉ ở mức vài nghìn đơn vị mỗi phiên nên việc gia đình ông Lê Duy Hưng bị bán giải chấp liên tục thì làm cho cổ phiếu này giảm sàn. Và trong những năm gần đây thì Đua Phát đang ghi nhận kết quả kinh doanh đi lùi. Trong năm 2023 thì công ty này đã ghi nhận doanh thu giảm mạnh so với năm trước đó. Sau khi trừ chi phí thì lỗ đậm gần 200 tỷ đồng và đến nửa đầu năm 2024 thì công ty này tiếp tục báo lỗ.